mình mà mọi thứ mục đích của mình là sức khỏe tốt mình mới tu được. Còn mấy con mà ngồi thiền á mà máu huyết cái mấy cái kinh mạch đó, nó bị bế tắc á, là mình khó thở á, với cái hô hấp của mình mà không có đủ đó, mình đọc kinh cũng đâu có ra hơi đâu con. Cho nên sư phụ dạy con những cái routine này để lại những cái đời sau đó làm như làm phải giữ gìn sức khỏe. Cái này hồi xưa sư phụ có abandon sức khỏe, cái mẹ với mấy chi vị á, mỗi ngày với mấy vị hộ pháp đang đứng đây nè, mỗi ngày mấy vị canh sư phụ phải chạy bộ 45 phút. Ở trong vô vi mà mấy vị mới bắt sư phụ về nhà chạy bộ, nếu sư phụ đi đây sư phụ nó bữa nay tôi đi rồi. Còn nhũ mẫu á, nhũ mẫu trên trời sư phụ á là bắt sư phụ phải uống nước mỗi ngày mấy chai, rồi bắt sư phụ ăn 6 lần. Tại mấy vị nhìn vô cái thân thể sư phụ là mấy vị biết là thiếu chất gì. Hồi xưa cái phụ cứ lo rầu chuyện Việt Nam với lên trên mạng nói hoài á, sư phụ đâu có màng tới mấy cái chuyện thể thao hay là giữ gìn sức khỏe đâu. Mấy vị nó không phải như vậy, làm gì không có sau này phân nửa phần còn lại làm không có được gì. Rồi còn bữa mấy vị mà thần của mình nó hồng đi trong núi á, kêu là ngài không chịu ăn đồ bổ để giữ gìn sức khỏe, làm chuyện lớn là trong lúc này rảnh là phải giữ gìn sức khỏe cho mạnh để mà mới làm được chuyện lớn. Mấy vị dạy hết á, chứ không phải là chỉ dạy về văn cái võ hay là đạo với chính trị không đâu. Cho nên mỗi ngày sư phụ phải chạy 45 phút, không chạy là bị cầm len á. Linh Sơn được uống cà phê. Qua đây ngồi nè, mấy con đứng hả hồi? Dùm miệng, đứng dùm miệng sư phụ. Cái này của Nhật Phương tặng. Bữa Nhật Phương đi Hải Ngoại mà cũng nhớ sư phụ mua cái này tặng sư phụ. Mà cái này nó cũng good á. Cảnh Hải Ngoại không? Bất tức cười á, hai chồng vừa vô khách sạn bị ma cái nó quậy. Quảng hồn, sư phụ ơi, nó theo con tới Hải Ngoại. Nói ra rồi thì anh chồng con chút xíu cho. Trên này là có nón lá là ăn tiền à? Nón lá là về khỏi bị nám. Thật sự nám hay là da mặt xấu á, mấy con uống lấy cái lá miêu Bristol của mình á, nó tươi á, mỗi ngày lên núi cắt chừng 3 lá về nấu uống, rồi cái ngày mai lên cắt 3 lá nấu xanh vậy nó thơm lắm, là hết nám. Rồi nó gan đồ á, nó chai gan á, nó lọc gan luôn, ngủ ngon nữa. Mình có sẵn ở núi mình là thuốc không á, mấy con biết sử dụng là ở núi này là coi như là vừa là nhà thương tự nhiên đó không, nhà thuốc tự nhiên luôn, có pharmacy Stanford luôn á. Sao là hết lá sư phụ? Sao lá mình có lá khô, ông ấy ở dưới chùa sư phụ hồi xưa hái nhiều lắm, nó có nguyên ở dưới này nè, mình còn một container đó. Rồi thêm vừa có pharmacy á, vừa có exercise đó không, therapy rồi phải không, rồi vừa có điện mẫu là về mentally rồi lên thiên đàng nữa, trời ơi núi Thiên Long Sơn nhiều cái lợi quá. Rồi mình chơi trên núi này nữa, con tưởng mà một cái buổi mà họp mặt đông người vậy
ăn uống gì mà có đồ ăn nữa nè, không có đầy đủ ha, chỉ cái restroom bằng cục đá thôi. Ai đi ra sau lưng chỗ nãy mà, thì là cái núi mình là coi như là trời cho họ thiên mình, ban cho họ thiên mình cái đỉnh, cái núi này 360 mẫu là rất là quý. Sau khi phụ rời khỏi thế gian, cái này tất cả họ thiên á gán gìn giữ, rồi cứ làm đúng những gì hôm nay chúng ta làm. Tại mình làm đây là mình để một cái phát, sau này á tu cũng phải đi hai trình để mà mình có cái dẫm chân lên chỗ này, để cho mấy vị thần ở trên này cũng vui, rồi cho mình có sức khỏe nữa, rồi tạo ra cái không khí nó gần gũi. Ai couple lên đây á, trận cả nào cũng thấy romantic, thấy không? Mai rồi với lên thử ngồi nhỉ, đang chậm thôi. Mai lại hung chồng con cả rồi. Đại tử đó giờ không lên núi được, không lên đây. Trời, đưa Bác Ngư nói chuyện, Bác Ngư lên được, nó đó dở quá. Hồi nãy phải biết có xe chính cho má. À, đừng nói xe kêu đi bộ lên. Bác Ngư đó là tôi loan tới đây rồi sao bà dở quá. Tới đỉnh núi luôn à. Chứ phụ kêu má lên lên tới đỉnh núi luôn mà má không đi, Bác Ngư lên tới đây rồi đó. Lên má, đâu có xe nào đâu bắt người đi bộ lên á. No quá, thụ ngủ ở đây luôn làm biến đi xuống. Thụ thích lên đây là ở tới chiều luôn nha, tại cái điển thanh á làm cho mình dễ chịu lắm. Cái không khí nó có mấy gì trên đỉnh núi này đông lắm. Điển thanh. Mình chọn 9 giờ là đúng. Đi trưa trưa nó hơi nắng. Miễn mà làm sao mình về dưới trước 12 giờ là mình ok. Lên đây mà uống cà phê là biết là không sao rồi đó. Nó có ép tim mà là xuống cái núi đi xuống nó không có sao. Còn đi lên nó không dám uống. Đang bị mất. Năm nay đó tất cả mấy đứa họ thiên á, giúp sư phụ cắt cái bông màu tím á, nhưng mà phải để cho nó khô á, không cái hộp của nó ra đen á thì mình cắt cái đó, mọi đứa cầm cây kéo cắt bỏ vào trong cái bịch cho sư phụ, rồi ông chín ông lên ông sẽ gãi. Hồi xưa mình có nguyên một cái giống như cái form vậy đó, mirror crystal, tại nó mọc liên vậy nè, nó mọc như là mình trồng lúa vậy đó. Thì sư phụ đem chừng 10 mễ lên, nó thu hoạch chừng 3 ngày đó, chở xe truck về dưới. Còn mình đi cắt lẻ tẻ vòng vòng trên núi mà nó mệt lắm, mà nó cũng khó cắt nữa. Còn trên này nó nguyên lô phan luôn. Mà bây giờ 7 năm hạn hán nó không có mọc nữa. Nó bị mất giống rồi, cỏ lên. Thì giờ mình phải gãi giống lại. Thì khi mình cắt cái bông đó đó là mình lấy cái hạt giống lên đây cái mình gãi lại, để cho những cái năm sau á mình lấy, không phải là mình lấy mình xài, mình lấy mình cho người ở dưới núi. Tại nó là thuốc đó. Con đi Costco con mua một hộp đi, nó không có hiệu lực gì hết à, mà nó dở lắm. Còn cái này á gọi là của mình á, là cây okay, núi mình á chị bệnh má, chị bệnh ma lại dưới có hai ba người phải không, bệnh thư ém phải không, chị luôn bệnh thất tình nữa không, thiếu ngủ nữa không, đủ nữa hết. Còn mấy cái chuyện khác là mấy con hiểu là mình là mục đích tiên chỉ của sư phụ là đưa hết họ thiên về trời. Còn là đang lúc sống thế gian đó là phải happy, phải vui vẻ. Thì muốn có mọi người happy là mình phải cần cái thuốc này. Bây giờ có nhiều người bị gan á,
người ta ngủ không được. Ngủ không được thì sư phụ đâu có trị bằng theo trượt đâu. Trượt thì dễ trị hơn là bệnh physical. Physical là cái thân bệnh thì mình phải cần cái thuốc nó. Còn mà ma mà làm mấy con khó ngủ thì có dễ trị lắm. Đuổi ngay nó đi rồi phải không? Nó con ngáy khò khò rồi. Đau nhất là nó bám rồi vô baby nó. Lúc nó làm nặng 100 pound nó đè ở vai mình á. Đuổi cái lại đi. Và đứa nó thương mẹ nó quá nó không chịu đi rồi. Thì cái đó nó là dễ trị hơn là cái bị gan. Thấy như vậy á là nó có hai loại bệnh trong cơ thể mình. Gọi là thân nghiệp và định nghiệp. Định nghiệp là mấy cái nghiệp mà về vong linh hay trượt hay là nghiệp tiền kiếp của mình. Còn thân nghiệp á là vì mình không bảo vệ cái gan của mình mà ăn đồ nóng khiến cái gan nó bị sơ, hoặc là mấy người hút thuốc phổi gan rồi, hay là mình mấy người mà hồi trẻ mà chưa có biết họ thiên á còn uống rượu quá trời á, vô rồi đó không, rồi mấy đứa đi lúc đồ vô á là gan hư hết. Cho nên lên là làm họ thiên, lên Thiên Long Sơn là sư phụ chỉnh lại hết, mọi thứ phải ngon lành lại hết thì mình mới về trời được. Cái cầu que đi làm sao dễ, kêu đọc kinh không được, như kiểu Hoắc Ngư theo mình giờ tuổi này kiểu ngồi đọc kinh ngồi thiền nào đâu có nổi, nãy giờ ông đâu có thiền được đâu. Con thấy là thiếu không, là một sự thiếu đó. Nhưng mà không sao, ông nhờ tha lực lên đỉnh núi này, hôm nay ông cũng được tha lực, cũng đứng đây mốt về trời á chắc thù cũng kiếm chiếc thuyền Bát Nhã đưa ông đi, chứ ông tự bơi đâu được, ông đâu có đi bằng chân được. Tám mấy tuổi nên để cho con cái sự so sánh là mình còn trẻ đó, là mình dư sức đi về với cha mẹ mà phải làm đúng. Thì khi lúc mình còn ở Hồng Trần á, mình cũng cảm thấy là cuộc đời rất là hạnh phúc, chứ không phải mình hãy cảm thấy cuộc đời rất là buồn chán. Có nhiều người bên Nhật á, con thấy không, mấy tụi mà nó nhảy lậu tự tử hoài à, rồi nó có cái vụ qua bển rồi. Núi đó kêu là gì ta, núi Phú Sĩ gì đó, kêu là Fuji, phụ qua Nhật nhiều lần lắm. Bây giờ đó là đi tự tử mà chính phủ không có cản, mà tụi thông minh không à nó cứ vô và nhảy núi đùng tự tử vậy đó. Là khi con người chúng ta có thể mất tất cả, một thứ phụ yêu cầu họ thiên đừng có bị mất, đó là ý chí của chúng ta, đó là lòng tin cha với mẹ. Còn mấy con mất hai cái đó là sư phụ cứu không có nổi. Ý chí phải bình thường, phải bình thản, phải vui vẻ. Đừng có để buồn rầu sư phụ cứ kêu làm gì cũng không chịu nghe chứ. Mình phải vui vẻ, mình phải get along với everyone. Rồi mình mỗi ngày phải đọc kinh ngồi thiền. Những cái lúc buồn thì sư phụ ok, không cần. Khi nào vui thì phải đọc kinh ngồi thiền. Chứ buồn mà đọc cho có lệ nó cũng không có thấm gì chứ. Đừng có bị mất lòng tin, vì mất cái ý chí kiên cường của mình, tức là cái năng động của mình, cái basic. Bữa nào mà sáng thức dậy mà con cảm thấy là hơi khó chịu bồng bột á, là biết mình bị cảm, bị trúng gió, hoặc là ban đêm chơi với ma nhiều quá là bị trượt, thì cứ vô trong cái bàn thờ của cha mẹ đó, cứ lại sám hối chừng mười mấy hai chục lại để cho nó physical. Và đồng thời mấy con ma mà ban đêm mà nó có chơi mình nó cũng quản hồn trốn. Rồi lúc đó cái chai nước ở trên bàn thờ mà ở nhà mình có đó, mình lấy mình phúc vô mặt mình vài cái, rồi cái mình đợi sói lên uống thì mấy con sẽ lấy lại sự bình thường. Cái requirement basic nhất là mình phải ở cái trạng thái là rất là minh mẫn, gọi là tỉnh thức. Tỉnh thức có nghĩa là chánh niệm. Chứ còn nếu mình mất chánh niệm mình đi suốt cầu thang, nhiều lúc mình té lăn cầu cù nữa. Hãy ngồi thiền 10 phút thở im re ha. Mình thức mình xả thiền cái là trời nó ồn lại liền. Công nhận hay thiệt. Giống như hồi năm 2008 cái hội đi qua Ấn Độ á, cái chùa Trời Phung đó nó có 10.000 người, cái sân nó bự khổng lồ luôn, mà mấy đứa nhỏ nhỏ cũng mặc đồ bắn đỏ đỏ, đồ tu, mấy mấy vị thầy lớn lớn cũng đồ tu,
mà khi mà bình thường á mình thấy nó họ nói chuyện qua chuyện lại ồn dữ lắm. 1, 2, 3 ngồi thiền, trụ 10.000 người mà nó yên tịch mịch. Rồi cái xong cái gõ beng beng cái là thì vậy ngồi dậy ăn cơm, ôm ngao như nè. Rồi xong á cái vừa ăn cơm xong khoảng chừng 15 nửa tiếng. Cái mỗi người có cái khăn sẵn luôn, tự mình lao cái vòng tròn của mình. Đứng diện cái là nguyên cái sàn sạch luôn. Không cần người nào quét dọn. Họ có trật tự như vậy đó. Chứ ăn thì đổ, nhưng mà người nào cũng phải tự dọn cái vòng của mình ngồi. Vừa ngồi thiền, vừa ăn ngay chỗ một. Cái sân nó bằng gạch mà. Là cái nhìn cái trời không có miếng rác nữa. Mình thấy hay không? Mà 10.000 người chứ không phải là 2-3 người. Còn bây giờ mà con đi một cái nơi nào đi, 2-3 người thôi mà họ không có lời lối trật tự á, họ làm ồn nguyên cả một cái nhóm đó luôn á. Tôi nãy giờ quên chị Lan ta. Bữa hôm đi lạc, bữa nay hết lạc rồi hả? Sao đi bộ lên đây được, hay quá. Bữa hôm toàn ghi mình đại tưởng này nha. Đi vòng vòng bữa nay hết lạc rồi. Công giáo cũng vậy, họ cũng tổ chức đi đây đi đó. Mấy thầy cũng vậy, mấy thầy ở chỗ mấy thầy đâu chịu nổi, cũng đi đây đi đó, nhưng mà phải có một cái subject, một cái project, một cái tên. Khóa tu ngồi thiền 7 ngày 3 ngày gì đó, rồi họ đóng tiền ăn uống, thì cái đó là basic ok. Nhưng mà mục đích là cũng như chúng ta thôi. Hôm nay chúng ta một khóa tu, gọi là mình không có tính xa, mình chỉ tính có 1-2 ngày đúng không? Hôm nay mà mình đầy đủ như vậy, đông như vậy là rất là thành công đó con. Thấy đứa nào cũng có sức khỏe bữa nay suốt và bảo đảm tối ngủ ngon rồi nè ha. Hôm nay được lên đây mớ hình làm lưu niệm nữa nè ha. Còn chút xuống núi mình đổi tiếp, mình ăn tiếp nữa nè. Chỗ đầy đủ hết trơn á. Chúng ta đúng là con của ông trời mà đang sống ở thiên đường hạ giới. Mà bữa nay hay cái là không có ai bị allergy nữa, nhảy mũi nữa mới lại. Có không? Ai? Ông Thù đâu có nghe đâu, đâu có nghe nhảy mũi đâu. Em là Thù đâu? Đây hả? Dạ. Ôi sao lúc trước cắt cỏ rồi hay lắm mà sao bây giờ cắt cỏ con cũng bị nữa, nhắm mắt nó cắt không. Này xưa nó không có cỏ cao như vậy. Không biết sao bữa nay cỏ nhiều quá. Tại cỏ nhiều nguy hiểm lắm, mình không thấy đường mình đi á. Mình chờ cục đá là mình đi luôn không? Bây giờ trên mạng như vụ nói cái sao á, nói như vậy. Nguyên cả cái tiểu bang Cali này á, còn tìm một cái nơi như Thiên Long Sơn á, vừa có view, vừa có xe lên được, vừa có wifi, vừa có gần thành phố 5 phút, đúng không? Chứ thường người ta đi những cái buổi mà camping picnic này, người ta phải đi vô sâu trong Việt Nam mình không biết rồi đó, nhất là phụ nữ là lái xe và quạng sao đi xa được. Còn đây mình xẹt lên xẹt xuống ngày 3 lần cũng được. Nhưng mà thật sự khi mình qua cái Sài Gòn, cái đường nhỏ cái là nó lại là hillside rồi, núi rồi.
thì nên cái lợi thế của Thiên Long Sơn rất là lớn trong tương lai để mà độ chúng sanh đó. Nên là bên trên cha mẹ mới chọn cái này, đất tìm chủ. Ngày xưa sư phụ đâu có ý định mà mua cái này đâu, sư phụ chỉ cái chùa Phim Anh là đủ rồi. Sau lúc đó đó mà mấy vị mới nói không, bên này là phải về, phải để mà sau này có cái đỉnh núi Thiên Long Sơn rồi bắt đầu mới có cái tiếng nói. Thì lúc đó tất cả những đứa con họ Thiên mà ở trên trời mà nhảy dù theo sư phụ á, có tới 4-5 nghìn người á, phải là ít đâu, mà đi khắp thế giới nữa, trong đó có người Mỹ, người ngoại quốc nữa, mà hiện giờ họ chưa có lộ diện. Nhưng mà cái số người Việt á mà có cái mission á, như những tiên chúng mà chở nó mà nhảy theo sư phụ á, bây giờ một số đã lộ diện nè, đây đông mình nè, là những nhóm đầu tiên. Tại cái đạo này là sau này là thống nhất 8 tỷ người, đâu phải là chỉ có mấy chục người mình đâu con. Đó là chuyện lớn là của thế giới kinh hoàng mà hiện giờ họ chưa có phát hiện. Ừ, con cứ amazing đi. Một cái đạo nó đâu phải là một người tỷ phú như kiểu Elon Musk hay là kiểu Bill Gates. Mấy người đó mà có đi rồi chừng vài ba năm, giỏi nhất là cỡ Steve Jobs để cái iPhone lại cho mình, bây giờ ta cũng quên mất tiêu á. Nhưng mà 3.000 năm sau nhân loại sẽ không có quên sư phụ á, mấy chục nghìn luôn. Những cái hình ảnh mấy con chụp sẽ dính lưu truyền mãi mãi trong những viện bảo tàng á. Cái đạo này là chánh đạo, thế gian này không ai được lập đạo không biết không. Chẳng qua là khi một cái nước Việt mà ở tận cùng bi cực, một cái xã hội rất là gọi là vô thần đó, họ mới không mới đi đối nghịch lại với cha, đối nghịch lại với sư phụ, đối nghịch với thần linh. Nhưng mà cả cái vũ trụ này đều có thần linh, cha là cai quản hết. Mà hôm nay sư phụ xuất hiện mà họ coi thường sư phụ, nghĩa là họ là thuộc gì, cái loại gì đó, Atula đó, chả nó cũng đánh lộn sư phụ, xuống đây nó cũng chống chọi sư phụ. Ngày xưa nó cũng chống chọi với Phật Thích Ca. Nhưng mà họ không bao giờ có quyền lực lâu dài, tà sẽ không bao giờ thắng tránh. Cái thế giới này sau này sẽ trở lại rất là cực kỳ thái bình. Họ sẽ nhìn tỷ tỷ người. Hồi xưa lúc mà mua núi này không có một bóng ma lên đây nữa. Sư phụ bị Phật tử chửi quá trời, đâu có ai Phật tử nào mà chịu chơi với phụ đau thủ, rất là cô đơn. Đi lên đây cũng đi mình, làm gì cũng lủi thủi trên núi mình, đi nó cái chân mòn luôn á. Rồi bây giờ cũng may là có con số mấy đứa con lên đây là vui sư phụ á. Buồn lắm, hồi xưa buồn lắm, ai cũng nói mình là yêu quỷ, ngồi thiền tẩu hóa nhập ma. Phật tử Viên Minh sư phụ quen nhiều mà, họ dưới núi này thiếu gì. Cái mấy vị nói đừng có buồn, thân thần đợi với mấy vị hộ pháp, sau này tỷ tỷ người sẽ họ sẽ xếp hàng từ ở ngoài chợ Ocean đi lên đây. Cái mấy vị cứ nói hoài à, chứ mà không có tin. Năm 2014 cái thù cũng không tin nữa, rồi lúc đó bị mấy cộng sản nằm dùng nó kiếm chuyện núi mình nữa, rồi đóng cửa tới bữa nay luôn á. Thù cũng không tin, nhưng mà từ từ bây giờ thù thấy cái đường chị nói là thiệt. Tại vì mình đối với mình 10 năm thì nó quá lâu quá, không? Mỗi ngày. Mà đối với mấy vị là không có lâu. Thì nói ngày đừng có lo, sau này hàng tỷ người sẽ về cái núi này, nó là thánh địa. Trên địa cầu này có 3 nơi linh thiêng nhất, đó là núi Cấm, Jerusalem với là Thiên Long Sơn mình. Jerusalem là hiện tại. Là 3 nơi, tại vì nó là một cái headquarter của Thượng Đế, của Phật, để mà liên lạc về trời á. Cũng giống như giờ con những cái hãng giống như Tesla hay Google hay Facebook hay là Amazon, nó đều có một cái headquarter đúng không? Còn bao nhiêu là chi nhánh. Còn những cái núi ở ngoài kia đều là chi nhánh, nhưng mà headquarter là Thiên Cẩm Sơn, là ở Điện Thái Hoàng Thiên á. Còn cái này á, là the second headquarter, là về cho hộ phải lưu vong. Nếu không lưu vong bây giờ mình đâu có lập cái đạo thiên tâm ở Việt Nam được, làm sao cứu họ được. Mình phải ở ngoài mình lập cái đạo thì ở trong họ mới theo thiên tâm. Thì hôm nay mấy chục triệu người ở bển á, họ rất là vui vì họ có một cái con đường ánh sáng. Ở trên tính
y như là một cái cuộc phim GPS vậy. Đây về LA là đi đường nào là đúng 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 hết. Tới ngày hôm nay là gần hết 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 cái khổ rồi, dùng hết hết bị cực rồi, hết lo rồi, còn chút xíu nữa là hồi xưa đâu có ai bây giờ nghĩ là vụ mà Covid mà Trung Cộng mà nó bỏ ra để mấy chục triệu người chết, nó chết mấy chục triệu người á, nó xong mấy xác người mình động lên tới trên thiên đình luôn á. Còn biết cái iPhone á là của những người chết á, người ta dùng mấy số quá trời luôn. Những cái này sau này lo ra ánh sáng, tại vì nó là người tạo ra cho thế giới. Thì hôm nay cũng bị lo ra hù á, lôi đầu ra. Một người nào mà chết Covid thì nó thường cho mệt luôn. Ở Trung Cộng sau này bị trả cái quả rất là nặng. Gia đình bên anh cũng sắp sửa trả quả, con thấy ở FBI đấy, nó điều tra. Sau này là tất cả những cái gì gọi là trắng, đen là đen, thiện là thiện, ác là ác, thì hết không có cái màn giữa gọi là màu xám nữa. Âu Châu một là theo khối tự do, hai là theo quỷ. Thì bây giờ con thấy nó lọc ra hết rồi. Hồi xưa Phần Lan không có được vô NATO, bữa nay Phần Lan cũng vô được. Thì điển bây giờ từ từ cũng vô được. Bao nhiêu chuyện nhiệm màu mà bề trên làm cho cái quả địa cầu này vậy mà họ cứ lơ hết vụ này qua vụ khác. Bao nhiêu chuyện vụ nói đều trúng hết mà họ cứ vẫn cứ lơ. Vụ nói sắp sửa là có chết đói. Hồi mấy tháng trước là mình nói mấy chuyện kia rồi. Nói chứ mỗi là ngày thù cũng khắn, cũng mong là người mình đừng bị chết đói. Nhưng mà dân ở bển đang chết đói thiệt á. Cái người mà đang đi làm bình thường, họ đang có đời sống bình thường nha, mà họ mất việc làm thì làm sao họ có tiền mua gạo dự trữ. Rồi bây giờ họ mất việc làm, họ không có vô xưởng may được. Rồi họ phải đi làm gì? Bán giấy số hay là bán bánh mì, bún đồ dọc đường, vỉa hè. Nó cũng phải là có vốn mới làm không? Và 5-10 triệu mỗi một cái sợi bánh hay là một cái xe bánh mì hay là một cái gỗ trái cây cũng là có vốn. Mà ế hoài á, không lẽ con ăn trái cây mỗi ngày để mà trừ cơm à? Cũng cái cục vốn, lụm ve chai cũng không có, bán giấy số cũng không ai mua. Cho nên những năm tối thiệt đó thôi. Đừng nói gì có tiền mua xăng, mười xăng giờ lên giá nữa. Điện tự nhiên người ta không tiền mà tăng tiền điện lên gấp đôi nữa kìa. Mà tăng hoài vậy đó, con thấy ác không? Còn bây giờ nhà thương á, sắp hàng cả cây số. Người nào á, mà đưa bao thơ cho ông bác sĩ thì ông bác sĩ kêu vô khám trước, cho ở giường bệnh, nội chờ ở giường bệnh thôi á, ngủ hả? Bây giờ con thấy mấy cái clip người ta quay mà người ta bệnh mà ngủ ngoài vòng vòng nhà thương á, khủng khiếp. Có Mỹ mình emergency một cái là vô trong vòng 5 phút thôi, mấy thằng mễ cho phụ vô coi á, không ngó tới nó la, nó hét sùm. Nhiều thằng nó quýnh lộn nhau á, mà nó xỉn rượu quá rồi nó quýnh lộn mà máu me tùm lum vô emergency, mà người ta y tá ra không kịp mà biết nó không có chết. Giỏi lắm, mày quýnh lộn mày đau chút là vậy mà nó cũng la hét nhà thương Mỹ sùm. Bởi vì con làm ở cái khu emergency con thấy quải luôn á. Spoil. Còn Việt Nam mình con thấy không, cũng là cái mạng người, cũng là con trời á nghe. Việt Nam là con trời, Mỹ cũng là con trời. Mà tại sao lại như vậy? Tự vì cái nghiệp á,